Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây, ông P trú tại quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bông, quận Hoàng Kiếm, đề nghị ông tích hợp mã định danh tại nhà. Theo đó, đối tượng yêu cầu ông tải phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi đăng nhập, theo yêu cầu, ông P quét camera nhận diện trong phần mềm. Đến ngày hôm sau, ông P phát hiện ra tài khoản chứng khoán bị mất quyền kiểm soát, bị bán và chuyển hết tiền cho tài khoản khác. Tổng số tiền bị mất là 3 tỷ đồng. Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo sẽ có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại, từ đó đánh cắp thông tin phục vụ mục đích phạm pháp và chiếm đoạt tài sản nạn nhân. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Trường hợp nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.